Nhiệm kỳ qua, thành phố Đà Nẵng đối diện với rất nhiều khó khăn, thử thách, nhất là phải tập trung khắc phục xử lý những sai phạm, khuyết điểm theo các kết luận của Trung ương. Tuy nhiên, với tinh thần cầu thị, nghiêm túc, Đà Nẵng vững vàng vượt qua thời điểm khó khăn, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, bảo đảm cả về lượng và chất, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, gắn với tăng cường kỷ luật kỷ cương của Đảng. Ngay sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức nghiên cứu học tập quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đến từng cấp ủy viên, trong đó nhấn mạnh đến vai trò trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các địa phương đơn vị. Khi vào cấp ủy thì đồng chí nào cũng xung phong. Nhưng mà khi giao cái vai trò trách nhiệm ấy, thì đấy là lại là trách nhiệm của tập thể, mà không thấy cái trách nhiệm của cá nhân của mình. Cái trách nhiệm các ủy viên nó khác với trách nhiệm quản lý. Nên tôi đề nghị là đây là một trong những việc mà chúng ta cũng phải hết sức lưu ý để xác định cái trách nhiệm của mình trong quá trình thực thi công vụ. Và khi đảng kiểm tra đánh giá là người ta sẽ kiểm tra cái việc, cái tư cách đầu tiên là cái tư cách cấp ủy viên của chúng ta. Rút kinh nghiệm sâu sắc từ những bài học trong nhiệm kỳ vừa qua, nhất là về vai trò cán bộ và công tác cán bộ, Thành ủy Đà Nẵng luôn phát huy dân chủ, thường xuyên xây dựng và củng cố sự đoàn kết, chú trọng công tác quy hoạch kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt, bảo đảm công khai minh bạch và khách quan. Việc sắp xếp lựa chọn và bổ nhiệm đúng người đúng việc, bảo đảm thực thi hiệu quả nhiệm vụ chung của người đứng đầu luôn là yếu tố được đặc biệt coi trọng. Tạo ra một cái môi trường để mà tập hợp được nhiều cái đánh giá, nhiều cái thẩm định, và quyết thì phải trên cơ sở cái đánh giá thẩm định của cái xã hội đó, của số đông đó, rồi cái người lãnh đạo có tâm anh ta sẽ quyết vì cái chung. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh và tiên phong là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm. Song song với phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát, kịp thời khắc phục các hạn chế và giải quyết hiệu quả các vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, đưa Đà Nẵng vững vàng đi tới trên chặng đường phát triển mới.